Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, chúng tôi xin kính mời quý đồng hương và quý Phật tử gần xa hoan hỷ dành chút thời gian quý báu đến tham dự hai ngày Pháp hội Tam Thời Niệm Phật do Hòa Thượng Thích Quảng Tâm chủ trì từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, 2015, từ 8 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ rưỡi chiều tại trường Andrew High School, 3200 Santa Rosa, San Jose. Hòa Thượng Thích Quảng Tâm chuyên tu về Pháp môn tịnh độ và là đương kim hội trưởng Hội Phật giáo Đồng Tu, lãnh đạo nhiều cơ sở khắp nơi. Ngài đang trụ trì chùa Trấn Quốc, nơi tọa lạc Bảo Tháp Xá Lợi Hòa Bình tại thị trấn Nam Đồng, Đài Loan. Nhiều quốc gia đã được Ngài hỗ trợ để hoằng dương chánh pháp, trong đó có rất nhiều công trình tại Việt Nam. Với tâm tư từ bi sâu rộng, Ngài kết duyên lành khắp pháp giới chúng sanh và phát nguyện nơi nào Phật Pháp phát triển là Ngài hỗ trợ cho những nơi đó để triển khai hoằng dương Phật Pháp. Trong chuyến đi hành pháp tại Trung Quốc, theo lời thỉnh mời của Phật tử tại San Jose, Ngài đã từ bi hoan hỷ hứa khả quan lâm về đây để kết pháp duyên và hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Đồng thời, Hòa Thượng Thích Quảng Tâm sẽ có thêm một buổi giảng vào ngày thứ Hai, 2 tháng 11, từ 7 giờ rưỡi tối đến 9 giờ rưỡi tối tại Niệm Phật Đường Freeman, 4270 Soloway Freeman, điện thoại 408-234-2496. Kính mong quý đạo hữu vì tha thiết tiến tu mà không quản mệt nhọc, một lòng cầu sanh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, và cũng để cầu nguyện cho chánh pháp thường trụ ta bà, lợi lạc vô lượng chúng sanh trong đời hiện tại và tương lai. Quý Phật tử muốn viết tên cầu an cầu siêu xin hoan hỷ đến sớm. Mọi chi tiết xin liên lạc An Hạnh, 408-326-9758. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát trân trọng kính mời.